Xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần rất là quen thuộc trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Và nội dung của chúng ta thì như thường lệ chúng ta sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ đánh giá lại tất cả những kịch bản mà chúng ta đã phân tích trong tuần vừa qua. Phần thứ hai thì ông Lê cùng với các anh chị sẽ đi view lại danh mục các cái mã cổ phiếu rất là quen thuộc trong cái thời gian mà chúng ta gọi là trong team của chúng ta theo dõi. Và phần cuối cùng thì sẽ có một vài các cái nhận định về xu hướng thị trường trong tuần mới. Thế thì kết thúc cái tuần giao dịch cũ, tuần giao dịch cuối cùng của tháng 7 thì ông Lê đã ra bản tin video số 165 các anh chị, phân tích đánh giá tình hình thị trường chứng khoán tuần từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 7. Trong đó thì 15 phút cuối của bản tin, các anh chị có thể xem lại khoảng 15 đến 20 phút cuối của bản tin là ông Lê dành để chúng ta nói về thị trường, nói về một cái bức tranh tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong đó có đề cập đến câu chuyện phái sinh và VN30 có thể quay lại test về vùng 1380 điểm. VN Index có thể test lại về vùng 1250 điểm và test đáy lần 2 để xác nhận xu hướng của thị trường. Và tại thời điểm đó thì ông Lê cũng có đánh giá tất cả những yếu tố tổng quan về các cái nhóm ngành. Và trên cái bản tin được phát đi trong buổi tối thì thông thường là sau khi mà chúng ta có một bản tin thì tối chủ nhật Hùng sẽ tổng hợp lại tất cả những cái thông tin đó lên trên nhóm để các anh chị có thể nắm rõ nhiều hơn, cụ thể hơn. Thì trong cái phần bản tin nhóm thì cũng có đánh giá đến cái thứ nhất là yếu tố về bệnh dịch. Thì cái yếu tố bệnh dịch đến thời điểm hiện tại trên đất nước của chúng ta đó là rất là phức tạp. Và cái câu chuyện là Việt Nam cũng sẽ không nằm ngoài cái guồng quay chung của thế giới. Và chúng ta thấy rằng cái tốc độ lây nhiễm của Covid tại Việt Nam đã rơi vào những con số từ 8.000 đến trung bình, bây giờ là từ 8.000 đến 10.000 ca trên một ngày rồi. Và cái câu chuyện là nó theo cấp số nhân và sẽ có thêm nhiều các cái tỉnh thành nữa sẽ phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Và cái câu chuyện là nhà đầu tư của chúng ta sẽ bắt đầu quen dần với cái việc là phải giãn cách. Và cái câu chuyện là trong cái phiên giao dịch cũng có đánh giá, trong cái phiên giao dịch của ngày thứ 6, trong phiên giao dịch của ngày thứ 6 thì một phần chỉ số VN30, chỉ số VN Index và chỉ số phái sinh đã giảm. Và đấy chính là cái thông tin về việc Hà Nội bị thực hiện cái câu chuyện là thực hiện về giãn cách đó. Và cái việc giảm điểm của trong cái phiên giao dịch của ngày thứ 6 thì cũng có đánh giá được có đánh giá rằng là nó vẫn đang nằm đây các anh chị, đây đó, thì hiện tại là vẫn đang giữ ở trong một cái biên độ rất là ok. Ví dụ VN Index vẫn giữ được cái vùng 1260 đến vùng 1265 điểm. Phái sinh và VN 30 hiện tại vẫn giữ được cái mốc 1395 đến vùng 1400 điểm. Và tạm thời trên cái cây nến tuần thì chúng ta chưa phát hiện bất kể một cái vấn đề gì đáng lo ngại của thị trường. Và bộ ba cái cây nến đóng tuần tạo thành một cây Doji, thì sau một cái cây Doji đó thì chúng ta sẽ cần có một cái phiên giao dịch, có một cái tuần giao dịch mới để quyết định. Ông Lê có thể nói là cái tuần giao dịch mới nó sẽ quyết định toàn bộ xu hướng thị trường cho tháng 8. Và ông sẽ đánh giá những cái chi tiết, những cái dữ liệu đó ở trên cái bản tin ngày. Và cái việc là giảm điểm của phiên ngày thứ 6 thì nó đã chống sốc cho cái phiên giao dịch của ngày thứ 2. Chính vì vậy trong phiên giao dịch của ngày thứ 2 thì thị trường có thể test lại. Đó, có thể đây chúng ta gia tăng này, VN có thể test lại các mốc không thủng này, thì có thể test lại về vùng 1000, tức là phái sinh và VN30 test lại về vùng 1380 điểm các anh chị. Cái này là viết bị nhầm, viết thành 1280. Và VN thì có thể test về vùng 1250 điểm. Ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn ở trên tổng quan, ông sẽ phân tích cho các anh chị nhìn ở trên góc độ tổng quan về nến tuần. Thì đây chính là một cây nến kết tuần của VN Index. Khi chúng ta ra bản tin video số 165, chúng ta có một cây Doji sau 2 tuần chỉnh giảm. Thì cái câu chuyện là trong tuần tới, tức là cái tuần giao dịch vừa qua, thì ông Lê cần một cây nến Hammer. Và cây nến Hammer này nó có tác dụng như thế nào? Tức là nó có tác dụng, nó sẽ xoay chuyển toàn bộ cục diện của thị trường. Đó, câu chuyện là như vậy. Và một cái điều kỳ vọng của ông Lê thì
đã thành hiện thực, đó là hai phiên kết tuần thì nó đã hình thành được một cây hammer đảo chiều rất là đẹp, và trong tuần vừa qua thì nó cũng đã có những cái điểm test kỹ thuật. Tí nữa chúng ta sẽ nhìn ở trên biểu đồ nến M5. Thì tí nữa thì cũng sẽ nói một cái xu hướng tổng quan của thị trường trong cái tuần giao dịch tiếp theo, là tuần mở đầu của tháng 8. Rồi, đối với chỉ số VN30 thì chúng ta cũng đánh giá ở trên góc độ là nó hình thành một cây doji trong một cái tuần giao dịch cũ sau 2 tuần giảm điểm tương đối mạnh. Đây các anh chị, đây cũng là một cây doji, và sau một cái cây doji như vậy thì nó cần một cây hammer, và một cây hammer đã xuất hiện ở đây đó trong cái những cái lịch sử về giao dịch cũ. Thì ở đây chúng ta cũng đã có một bộ nến, đó là một cây doji kẹp cùng với cây hammer, và cây nến hammer này thì nó đã hoàn toàn đạt kỳ vọng của ông Lê, đó là VN30 đóng cửa trên vùng 1440 điểm là đạt đó, và hôm nay là đóng cửa ở vùng 1447 điểm, tức là vượt cái kỳ vọng của ông Lê 7 điểm. Còn đối với chỉ số phái sinh thì chúng ta cũng như vậy, sau một cái cây nến này thì cũng không được gọi là doji, nhưng tạm xem nó như là một cây doji, thì chúng ta cần một cây hammer ở liền sau đó, và thị trường của chúng ta cũng đã cho một cây nến rất đẹp kết tuần vừa qua. Và đối với phái sinh thì chưa đạt, phái sinh nó phải đạt khi mà cái chỉ số phái sinh này đóng cửa trên vùng 1450 điểm, tức là nếu phái sinh ở ngày hôm nay đóng cửa ở khoảng vùng 1455 điểm thì như vậy là rất là tuyệt vời. Và sau đây chúng ta cũng có thể nhìn lại lịch sử, và sau một cây doji chúng ta có một cây hammer, và sau một cây hammer thì thị trường sẽ đi như thế nào? Phần cuối của bản tin chúng ta sẽ trả lời câu hỏi đó. Ok. Và trên 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 bản tin tuần đúng không ạ, thì cũng có đánh giá là phiên giao dịch của ngày thứ hai thì thị trường sẽ test lại ở biên 1380 đối với chỉ số VN30 và phái sinh. Đối với index có thể test lại vùng 1250 điểm, thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, đây là điểm kết tuần ngày 26, và bắt đầu chúng ta có xin lỗi cả nhà, ngày 23 và bắt đầu ngày 26 chúng ta bước vào một tuần giao dịch mới. Thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì thị trường đối với chỉ số VN30 đã test về vùng 1385 điểm trên vùng 1380, và sau đó thì chỉ số này đã có một lực long tương đối là tốt. Thì vì sao cũng có thể đánh giá được là cái phiên thứ hai sẽ là cái phiên giảm sốc, vì nó đã có phiên ngày thứ sáu, nên phiên thứ hai là phiên mà thị trường của chúng ta đã có những cái diễn biến về giao dịch rất tích cực. Và đến khoảng tầm 1 giờ chiều thì chỉ số VN30 chính thức break nền 1395 đến vùng 1400 điểm. Thì cái vùng này là các anh chị biết rồi, nếu mà chúng ta xem những bản tin của ông Lê thì cùng đánh giá cái vùng này rất là quan trọng. Và cái điểm quan trọng đó thì đây các anh chị, sau khi nó break được lên thì nó đã hình thành một cái điểm tăng. Đó, điểm tăng đối với chỉ số VN30 gặp vùng 1420 thì nó sọt lại. Đó, và trong cái điểm sọt lại đó thì cũng có đánh giá tiếp tục một cái vùng hỗ trợ ở vùng 1400. Nói chung là nôm na là nó vẫn nằm ở trên cái biên vùng 1400 điểm đó, và sau đó thì chỉ số của chúng ta đã bước vào một cái trend long tương đối đẹp. Trong phiên ngày hôm nay thì chỉ số này đã long vượt thoát được vùng 1430, sau đó tiếp tục vượt thoát vùng 1440 và đi về những cái vùng kháng cự rất đẹp ở vùng 1450. Và đối với chỉ số VN30 trên bản tin kết tuần thì hoàn toàn đạt kỳ vọng của ông Lê, đó là vượt mốc 1440 điểm là đạt kỳ vọng. Đối với chỉ số phái sinh thì các anh chị cũng có thể xem đây, đó là trong phiên giao dịch của ngày thứ hai, phái sinh đã test về vùng 1383 điểm trên vùng 1380 điểm, đó là dự báo của ông Lê. Nó chỉ lệch có 3 điểm thôi. Và sau đó thì lực long đã bắt đầu kéo trở lại, và lực long này cũng bắt đầu vượt thoát cái vùng 1395 đến vùng 1400 điểm ở đây. Đó là một cái dấu mốc rất là quan trọng với phái sinh. Và đối với chỉ số phái sinh thì đương nhiên các anh chị, chúng ta không thể nói, tức là câu chuyện là chúng ta không thể nói gọi là nói theo tuần được, mà chúng ta phải nói trong phiên. Và ông Lê có một cái team để phân tích phái sinh trực tuyến đó, ví dụ chỗ nào gặp kháng cự, chỗ nào đảo long, chỗ nào đảo sọt, và tất cả các thứ đó thì nó được hiện thực hóa trên một cái team đó. Thì tí nữa cũng sẽ có thể cuối bản tin thì cũng sẽ cho các anh chị xem những cái phần phân tích cùng Lê. Và mẫu chốt vấn đề trong tuần vừa qua để chúng ta xác nhận đáy lần hai, đó là vùng 1395 đến vùng 1400 điểm, kể cả trong phiên giao dịch của ngày thứ tư đúng không ạ,
Đây, tí nữa ông sẽ cho các anh chị xem một cái đánh giá về phái sinh trong kết thúc phiên giao dịch ngày thứ ba. Thì ở nó chỉ test lại về vùng 1.400 điểm và kể từ đây thì nó đã xuất hiện một lực long mạnh đánh mạnh trong hai phiên kết tuần phiên giao dịch của ngày thứ năm và ngày thứ sáu để đưa phái sinh của chúng ta về những cái target rất là cao và nó cho chúng ta một cái cây hammer. Thì trên phái sinh ở đây các chị vì cái câu chuyện của chúng ta là đó, đây. Đó, ví dụ như vậy đây. Thì chúng ta luôn có những cái biến ở trong thị trường và chính vì vậy nên là chúng ta phải thường xuyên phân tích, đó, thường xuyên phân tích. Và các anh chị cũng thể nhìn thấy biểu đồ của VN Index đây. Trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì dự kiến là có thể test về vùng 1250 nhưng trên thực tế thì nó đi về vùng 1255, tức là nó lệch 5 điểm và sau đó thì lực long cũng đã kéo vượt thoát lại và những cái điểm dấu mốc về mặt kỹ thuật của VN Index cũng được cùng Lê phân tích cực kỳ chi tiết. Đó, các anh chị có thể thấy nó bám sát ví dụ 11:07 của ngày thứ hai. Rồi sau đó kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ hai thì có những cái nhấn mạnh đó, những cái nhấn mạnh ý thứ nhất đó là gì? Xu hướng ngành tốt này, banh thì đang đi vào nghỉ đông và chờ một cái tín hiệu xác nhận đáy và banh và chứng khoán thì xác nhận đáy vào phiên giao dịch của ngày thứ năm và ngày thứ sáu. Ngày thứ năm là bắt đầu xác nhận rồi. Và các cái nhóm ngành thì rất là ok này, trên bản tin tuần thì hiện tại là có đánh giá rằng phục hồi kỹ thuật của thị trường lớn hơn T3. Có nghĩa là bây giờ là thị trường cái tín hiệu kết tuần của tuần trước á, là nó đang ủng hộ thị trường hình thành một cái xu hướng đáy ngắn hạn và cái lực hồi phục của thị trường lớn hơn 3 ngày, tức là có thể hồi phục 4 ngày, 5 ngày và thậm chí 1 đến 2 tuần. Thì đấy là những cái tín hiệu mà đã được nhấn rất mạnh trên bản tin tuần và kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ hai thì ông Lê tiếp tục đó, tiếp tục cho các anh chị một cái góc nhìn là chúng ta phải xác định ở đây vùng đáy gần đến đâu đây rồi, nôm na là như vậy. Và trên góc độ kỹ thuật thì có những lực hồi rất đẹp, VN30 và phái sinh có thể quay về test 1.400 điểm, 1.395 đến vùng 1.400 điểm không gãy là cực kỳ ổn. VN Index tiệm cận vùng 1.280 điểm gặp kháng cự phiên hôm qua nên đã có một nhịp test và nhịp sọc này thì có thể kiểm tra lại vùng 1.265 đến vùng 1.270 điểm. Là không gãy là tuyệt vời và chúng ta đang cố lên anh em, đáy ở đâu đây? Đấy là một câu nói rất vui của ông Lê nhưng thị trường của chúng ta đang có những cái dấu hiệu tạo nền tạo đáy rất là đẹp. Đó, tạo nền tạo đáy rất đẹp và cái bản tin này thì được cùng đánh giá vào lúc 8:35 phút của ngày 27 tháng 7, tức là phiên giao dịch của ngày thứ tư, trước khi mà vào phiên giao dịch ngày thứ tư thì các anh chị cũng thể nhìn thấy đây, trước khi mà vào phiên giao dịch của ngày thứ tư đây các anh chị, đây là ngày 27 tháng 7 đấy, đó, ngày 27 đây thì chúng ta có thể nhìn lại chỉ số phái sinh trong ngày 27 tháng 7 đây, nó có thể quay về những cái điểm test kỹ thuật về vùng đó, kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ ba đó. Ngày thứ hai thì chúng ta đánh giá như vậy và chúng ta đánh giá cái vùng hỗ trợ ở vùng 1.395 đến vùng 1.400 điểm rất là quan trọng trong một cái ý đồ tạo lập của toàn thị trường. Và nói chung thì trong một tuần chúng ta có những cái đánh giá rất nhiều nhóm ngành thủy sản, nhóm ngành mía đường, nhóm ngành dệt may, thị trường tạo gáp đó, rất rất nhiều các dầu khí, nhiều lắm các anh chị và tất cả những cái cập nhật này thì sẽ được Ung Lê đánh giá rất là chi tiết. Oi, phái sinh. Đó, và ví dụ kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ ba thì Ung lại tiếp tục đó, lại tiếp tục phân tích này trên góc độ nhóm ngành rất tốt này, phục hồi này, các nhóm ngành hỗ trợ đã gặp những cái hỗ trợ rất là đẹp này trên kênh kỹ thuật nhóm chủ động kế hoạch thu gom cổ phiếu, nó kế hoạch thu gom cổ phiếu các anh chị nhá, thu gom chứ không phải bán. Phiên mai dự kiến phái sinh vào VN30 sẽ kiểm tra lại mốc 1.405 điểm sâu hơn thì có thể là vùng 1.395 đến 1.400 điểm giữ được là ổn định, phục hồi thế trận đánh long của chúng ta sẽ rất là ok. Cùng với đó thì VN Index có thể test lại vùng 1.275 sâu hơn là vùng 1.265 đến vùng 1.270 điểm là ổn định. Trong giai đoạn này thị trường của chúng ta không cần tăng điểm mạnh, túc tắc mỗi phiên 5 đến 10 điểm là đẹp, đi chậm đi chắc, đi trong nghi ngờ thì lại hay, tức là thị trường cứ đi trong gọi là tăng trong cái sự nghi ngờ rất là hay, chứ một phiên đánh 20 đến 30 điểm thì phiên sau lại xịt đó, ví dụ như vậy. Rồi ok, đó thì là kết thúc của phiên giao dịch ngày thứ ba
tức là phiên ngày 27 tháng 7 lúc này bản tin được đánh giá lúc 22 giờ 22 phút. Đó thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, khi mà chúng ta kết thúc phiên ngày 27 tháng 7 thì đến phiên ngày hôm sau thì Hùng lại tiếp tục chuẩn bị một cái kịch bản test đó, ví dụ như phá sinh có thể quay về test lại vùng 1.405 điểm đây các anh chị, đúng không ạ, 1.405 điểm như kẻ chỉ luôn đó, và sâu hơn thì có thể test về vùng 1.395 đến vùng 1.400 điểm giữ được là ok. Đó đây các anh chị, tức là bằng những cái lời văn nó rất là dễ hiểu thôi, và chúng ta gần như chúng ta sẽ nắm được, chúng ta sẽ nắm được một cái lộ trình của thị trường đó. Ví dụ nó test thì nó test về đâu, về đến đó thì chúng ta phải làm gì đó, cái câu chuyện là như vậy. Còn khi mà Hùng phân tích ở một cái kênh kỹ thuật thì nó dài như thế này, nhưng mà trong cái tuần đó nó có 5 phiên giao dịch thì có 5 cái biến khác nhau, và biến của buổi sáng nó khác biến của buổi chiều, và tất cả mọi cái câu chuyện thì chúng ta cần phải xử lý trong tuần. Thì đấy là những cái yếu tố kỹ thuật, và ông Lê cũng rất là mong muốn và mời tất cả những anh chị em nhà đầu tư về đồng hành cùng với team của ông Lê tại công ty chứng khoán VPS. Ngày hôm nay thì có thể cổ phiếu chúng ta sẽ phân tích ít đi, nhưng chúng ta sẽ nói sâu hơn về xu hướng thị trường. Ok các anh chị, còn những cổ phiếu nào, bây giờ cổ phiếu nào Hùng Lê cũng phân tích được hết á. Nếu mà chưa có trên bản tin tuần, các anh chị cứ comment ở dưới, ông sẽ trả lời tất cả các cái mã cổ phiếu mà các anh chị hỏi. Đó, còn chúng ta tập trung, chúng ta đi phân tích thị trường. Thì nếu như chúng ta phân tích được đúng đáy của thị trường, chúng ta phân tích đúng trend kỹ thuật của thị trường, chúng ta phân tích đúng xu hướng của thị trường, thì chúng ta đã nắm chắc được khoảng tầm 60%. Còn lại 10 đến 20% nữa là chúng ta sẽ đi lựa chọn được đúng mã cổ phiếu, thì chúng ta sẽ tăng cái tỷ trọng, chúng ta sẽ tăng cái tỷ lệ lợi nhuận lên. Chứ còn cái câu chuyện là bây giờ các cái bộ lọc hoặc là các cái câu chuyện mà chúng ta lựa chọn các cái mã cổ phiếu để chúng ta phân tích thì nó cũng không còn là gì nó gọi là mới lạ nữa, đúng không ạ? Và phiên ngày hôm nay thì cũng sẽ tập trung để chúng ta đi phân tích sâu về vấn đề về thị trường chung, như vậy thì chúng ta sẽ rất là ok. Rồi, VIX không có gì thay đổi cả, vùng 100 đây, vùng 100, 100, 102, và trong tuần chúng ta có vùng 105, 104, 105, chúng ta cân thêm, chờ vượt thoát vùng 107 có thể mở thêm nữa. Vinhome thì trên góc độ kỹ thuật trong tuần đã có những điểm test lại sâu vùng 106, khả năng thì tuần tới sẽ có những cái điểm lình xình quanh 108, 110, và trên góc độ kỹ thuật thì vẫn kỳ vọng Vinhome nhịp này sẽ đánh, Vinhome sẽ đánh để kéo điểm số của thị trường các anh chị nhé. Ở VRE trong thời điểm hiện tại chúng ta có nói đến 3 giá 26, sau đó các anh chị có thể gom vùng 26.5, và trong tuần vừa qua thì vùng biên 27 đến 27.5 là biên chúng ta có thể canh mua, mở mua, và đây là những cái vùng mua rất là tốt cho những cái vị thế đầu tiên, và chúng ta chờ ví dụ chúng ta chờ đợi một cái cây nến mà nó đánh vượt thoát vùng 28 ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ mở một điểm mua cuối ở đây. Sabico Vinamilk sẽ phân tích hai mã cổ phiếu này. SAB thì cơ bản là mã đánh chỉ số thôi, và trong tuần thì đã có những cái dự báo khả năng thì Sabico sẽ đi về vùng 150, 152, thực tế thì không đi về đến vùng đó, xích sát đến vùng đó và nó kéo lên. Góc độ kỹ thuật tuần thì Sabico có thể kéo lại về vùng 165 đó, và cổ phiếu này thì nó cũng kéo chỉ số thị trường thôi. Ở Vinamilk như vậy là trong một tuần thì những cái dự báo của Hùng nó khá là sát về vùng 86 đến vùng 87 tích lũy lại đây. Trên góc độ kỹ thuật thì Vinamilk sẽ chưa thể hồi phục được. Dòng tiền đang như này thì chưa oánh được và nó vẫn xu hướng đi ngang thôi. GTN như vậy, GTN thì hiện tại lực cầu đang khá là kém. Nó có hình thành một cái nhịp tăng ở đây, nhưng khả năng cao thì nó sẽ quay về vùng 16 để tích lũy lại. VLC có một nhịp đánh ở đây, chém được rồi, nhưng bây giờ nó lại quay lại đây, nó cũng đang có những cái điểm lừng khừng ở đây rồi. Khả năng là những cái tài khoản nào mà đang cầm thì chúng ta sẽ canh ở khoảng vùng 27, chúng ta có thể bắt lại thăm dò đối với mã cổ phiếu này. Nhóm ngành hàng không thì các anh chị biết rồi, khá là khó khăn, đúng không ạ? Dịch bệnh mà. VDC thì về cơ bản là nó cũng chưa xấu, vùng 110, 112, trong tuần vừa qua thì nó vẫn giữ được, nói chung cái động lực tăng thì nhìn là chưa có xu hướng chủ đạo là đi ngang. HVN chia cổ tức nên là cái này thì nó những cái hình vẽ trên này nó bị lệch hết tông rồi. Phiên chia cổ tức thì nó kéo trần CE, và phiên này tiếp tục có một phiên trần nữa thì cổ phiếu này thì không có về cái vị thế gì cả. Khả năng thì kéo trần T3 lại bị đạp, nên các anh chị chú ý.
ACV đến thời điểm hiện tại thì nó đánh khá là vòng vo lình trình thôi, 725 đến khoảng vùng 73 nó đang hình thành một cái hỗ trợ ở đây. Ở vùng kháng cự 78 canh chốt. AFT hiện tại thì cũng chưa có nhiều các cái yếu tố đột biến đâu anh chị, cơ bản quanh vùng 48 tiếp tục tích lũy đi ngang. BVH, MWG và PNG. BVH đang trong quá trình mò đáy và cái điểm mò đáy này thì chúng ta có thể bắt thăm dò vùng 49 đến vùng 50. Đánh mục tiêu tiếp theo thì cổ phiếu sẽ công lại vùng 52, vừa thoát vùng 52 thì các anh chị có thể tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu. MWG đến thời điểm hiện tại là nó như thế nào? Trong tuần chúng ta có những điểm dự báo test lại vùng 160. Về mặt kỹ thuật thì cũng nhìn như thế này thì nó cũng đang tương đối là ổn, chưa xấu, nói chung là chưa xấu. Tuần tới thì nó có thể công lại vùng kháng cự 168, sau đó thì chúng ta sẽ có thêm những cái phân tích sau. PNG, như vậy là PNG phân tích thành công ở vùng tạo đáy vùng 88 đến vùng 90 trên bản tin tuần. Các anh chị có thể tua lại để chúng ta xem lại anh chị nhé. Cái câu chuyện đúng sai với cá nhân Hùng Lê đến thời điểm này là đã chinh chiến ở trên thị trường và đã có 165 bản tin. Đúng sai thì nó nằm hết ở trên đó và nó không có quan trọng đối với cá nhân Hùng Lê. Quan trọng là Hùng mang lại một cái ngọn lửa, Hùng mang lại cho anh chị em nhà đầu tư một cái phương pháp đầu tư, và Hùng mang lại cho các anh chị em một cái góc nhìn tốt nhất, tối ưu nhất và hoàn hảo nhất có thể được, có thể đó đó trong một cái tâm tâm thế và vị thế như vậy để mang đến cho mọi người đó. Cho nên là cái câu chuyện là đến bây giờ là không có gọi là cái câu chuyện phân trần đúng sai ở đây nữa, nó không không còn nữa. Nó chỉ có đối với những cái anh chị em mới làm clip hoặc là mới anh chị em mới vào nghề thôi. Còn với cá nhân của Hùng Lê là đến thời điểm này có thể khẳng định như vậy. Còn trong cái thâm tâm, trong cái nghề nghiệp, trong tất cả những cái gì mình có được tốt nhất, tối ưu nhất thì tôi mang tất cả những cái đó cho mọi người. Cái đấy là cái quý nhất, đúng không ạ? Đó, nôm na nó là như vậy. Thì PNG các anh chị vùng 88 vùng 90 tương đối là tốt, và phiên kết tuần thì PNG đã có một điểm đánh khá đẹp, và điểm đánh này thì cũng rất là happy rồi, và chúng ta sẽ có thể kiểm tra lại cái điểm happy này ở vùng 93.5 đến vùng 95 trong tuần giao dịch mới. Và nếu như test cung ở cái vùng này không gãy thì các tài khoản đang cầm các anh chị có thể tăng vị thế PNG. Rồi họ Mansan thì tuyệt vời rồi đúng không ạ, và chính thức Mansan đạt target tuần vùng giá 134, và nó đóng đúng cái kỳ vọng luôn. Bởi vì Mansan thì cũng có phân tích, và hiện tại thì Mansan là chúng ta đang phân tích một sóng lên, không hề có phân tích một sóng xuống nào hết trơn đó các anh chị. Và về vùng 134, 135 thì sang tuần mới Mansan có thể hình thành một cái điểm test cung kỹ thuật ở đây. Nếu mà nó khỏe là nó chỉ test được về khoảng vùng 131 đến khoảng vùng 132 thôi. Sâu hơn thì có thể 130, tức là chúng ta có thể cho phép Mansan quay về vùng 130, vùng này mà không gãy các anh chị đang cầm cứ chủ động thế mua mua lên. Tức là quan điểm của Hùng là gì? Sau những điểm test kỹ thuật không gãy, chúng ta có cổ phiếu, các anh chị cứ chủ động tăng lên. Ví dụ ở đây các anh chị sau điểm này chúng ta mua ở đây, và sau điểm test kỹ thuật này Mansan bắt đầu đi lên thì chúng ta có thể mua thêm ở đây. Mua thêm ở đây rồi thì sau khi mà lên đến đây thì nó lại quay lại, nó test kỹ thuật ở đây ở vùng 113, vùng 113 chúng ta có thể mua thêm. Đó, sau đó tiếp tục nó lên vùng ở đây là vùng 120 và nó test kỹ thuật và cổ phiếu bắt đầu quay trở lại tăng giá, chúng ta có thể mua thêm. Và đến thời điểm này cũng như vậy, chúng ta cứ mua lên như vậy. Và cái cách mua lên như thế nào thì ví dụ nha, chúng ta đang nắm 1.000 cổ phiếu thì cứ mỗi một điểm mua lên đó các anh chị tăng thêm cho Hùng 10%, cứ như thế mà làm. Đó. MML một mã được khuyến nghị chúng ta đầu tư dài một tí. MML ok các anh chị nhé. Đó, trên bản tin tuần Hùng phân tích lại vùng hỗ trợ 70 và kết tuần lại đang về lại vùng 80, và về kháng cự này thì khả năng em này sẽ có một cái nhịp chỉnh về mặt kỹ thuật. Ở trên góc độ kỹ thuật thì Hùng Lê kỳ vọng là nhịp chỉnh kỹ thuật này nó sẽ lấp lại quanh vùng 75 và sau đó nó kéo tiếp, và nếu như mà MML chính thức mà kéo vượt thoát vùng 80 thì cái câu chuyện là nó đi về đâu, nó đi rất xa, nó đi rất xa các anh chị. Các anh chị nhớ lại một cái mã cổ phiếu, nếu như MCH, nếu như các anh chị đã xem những cái bản tin của Hùng Lê,
Hùng có phân tích một cái mã cổ phiếu này. Cổ phiếu này nó đi rất chậm, nhưng từ khi lên sàn đến bây giờ nó chỉ có tăng trưởng thôi và chia cổ tức cực cực kỳ là ngon lành. Đó, chúng ta không có thời gian, chúng ta cứ đắp chiếu vào những cái con như này xong đấy thôi đi làm việc gì chúng ta đi làm, các anh chị yên tâm như thế. Con này cũng không có phân tích đâu, con này chỉ có một số các tài khoản là cũng có đề cập để mua thôi, và những cái tài khoản đó là người ta phải chấp nhận một cái câu chuyện là kệ nó tăng hay nó không tăng hay nó thế nào nó kệ nó, thậm chí là có thể là ở những cái vùng gom ở đây này, có thể là những cái vùng gom ở đây, những vùng gom 95, thậm chí nó có thể rớt về vùng 60, 70, ok, không quan trọng. Rồi nó sẽ lên lại 95 và 1 năm sau, 3 năm sau nó sẽ lên lại vùng 200, ví dụ như thế. Thì phải những anh chị em nào mà chấp nhận được như thế thì Hùng mới, tức là mình phải biết tính cách đó mình mới nói, còn nếu không biết tính cách mà nói những cái gu như này tự dưng nó không hợp, và nó không hợp tự dưng nó lại phản lại cái tác dụng, nó không hay. Nên là chỉ có một số các anh chị em có thể chấp nhận được cái câu chuyện đó, à thôi tôi quên đi khoảng 3 đến 5 năm tới đó. Thì đấy là những cái mã cổ phiếu mà chúng ta hoàn toàn có thể chiến đấu được với những góc độ như vậy. Rồi Bình Minh thì đánh hơi phập phù. Tuần vừa qua nó không có gì đột biến cả. Đấy, nó đánh khá là phập phù thôi. Vùng hỗ trợ của Bình Minh 55, giai đoạn này thì Bình Minh chưa có vị gì cả. Ba con Na đã khuyến nghị mua và đang nắm giữ vị thế. Cổ phiếu này đã có một tuần chém vùng 16 rất đẹp và đang quay lại test cung thôi. Chúng ta sẽ chờ đợi những cái lực cầu của Ba Na đến khoảng trên khoảng 10 triệu cổ phiếu. Đó, trên 10 triệu cổ phiếu thì lực đánh của Ba Na sẽ tiếp tục được gia tăng, và trong nhịp này thì Hùng đang kỳ vọng nó sẽ về lại vùng 7.5 đến khoảng vùng 18. Cổ phiếu nhựa có con DAG, DAG thì cũng chưa có gì. DAG thì cơ bản vẫn đang nằm nằm tích lũy thôi, nằm tích lũy ở đây thôi các anh chị. Chưa có gì. G. Đó, G, ok anh chị. Các anh chị có thể nhìn thấy đây đúng không ạ? Đây có giống hình cái bát đúng không ạ? Bản thân thì chúng ta có thể xem lại các cái bản tin phân tích tuần. Hùng đã phân tích rất kỹ cái vùng kháng cự của G ở vùng 60. Anh chị xem lại, và từ đây thì bắt đầu đổ. Đổ đến đây thì hai bản tin tuần gần đây thì cũng có vẽ hình một cái bàn tay hay là một cái bát đây các anh chị, để hứng cổ phiếu lại, và nó hứng này, nó hứng rất đẹp đó. Và tuần vừa qua thì đây cái phiên giao dịch của ngày ngày thứ mấy đây này, ngày 27 tháng 7 thì Di đã chém thành công cái vùng 52, hai phiên test tích lũy đẹp và phiên kết tuần thì tương đối là ok. Ở phiên này quỹ cơ cấu nên là có thể là cái cây nến này nó không chuẩn đâu các anh chị, nó sẽ test lại, và nếu mà chuẩn á, thì nó sẽ test lại vùng 54 không gãy và tiếp tục kéo đó. Còn nếu mà nó không chuẩn thì nó sẽ bị mất vùng 54. FPT ngày hôm nay thì các anh chị hỏi là có bán FPT không, thì quan điểm kỹ thuật của Hùng là không bán. Vì sao chúng ta lại không bán? Chúng ta có vùng hỗ trợ 91.5 và vùng này không gãy thì cứ thế yên tâm chúng ta cầm. Trên góc độ kỹ thuật thì FPT sẽ đi ở khoảng biên 91.5 đến khoảng biên 95, tức là nó sẽ lình xình ở đây, và với một cái góc độ kỹ thuật hiện tại của thị trường thì rất có thể là FPT sẽ tiếp tục đánh. Với dòng tiền hiện tại rất có thể là sẽ đánh, và cái tương lai về kỳ vọng của FPT sẽ đi về mệnh 10x 100 đúng không ạ? Xu hướng này thì chắc chắn là đi rồi, không 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 bàn cãi cái gì cả, bởi vì thị trường chung thì nó cũng đang khá là tốt đúng không? CMG, ok, đó các anh chị, cổ phiếu CMG có dễ đánh không ạ? Rất dễ đánh. Vùng 34 đến 35 các anh chị gom, đến vùng 40 có thể chốt bớt một phần. Phiên ngày hôm nay thì nó kéo một nhát lên 42. CMG trong thời điểm hiện tại có thể kỳ vọng một câu chuyện về mở trend kỹ thuật, và nó có mở được hay không á, thì nó sẽ quay về test cung và nó sẽ quay về test vùng 40 trước khi mà nó có những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. DGW, ok, DGW ở đây thì đây anh chị, tuần cũ là có phân tích một cái điểm trả gáp ở đây. Điểm trả gáp này có thể sẽ quay lại về vùng 136 trong tuần, gói cây này sâu sâu này, sâu nhất ở đây là vùng 137, 1.000 nữa thôi là về đến cái vùng dự kiến test trả lại cung. Tất nhiên nó không thể tuyệt đối được anh chị nhá. Thì về đến đây thì DigiWall đã có một cây hai cây, và cơ bản thì lại về lại vùng kháng cự đây, và vùng này thì khuyến nghị 150, khuyến nghị các anh chị canh, chúng ta canh chốt. ITD một mã cổ phiếu về ngành công nghệ, và trong những cái bản tin tuần thì có nói đến vùng 18 đến vùng 19, đây là vùng mà các anh chị canh chốt,
Và lực chốt này thì đã đưa cổ phiếu về lại một cái nhịp hồi ngắn ở đây. Trên góc độ kỹ thuật thì các anh chị, các tài khoản đang nắm, nếu như vùng 16 năm này nó trả cung không gãy hoặc thậm chí là có thể trả lại vùng 16 thì chúng ta có thể gom thêm ở đây để chúng ta đánh một cái nhịp hồi kỹ thuật, và nhịp hồi này thì nó lại quay về vùng 18 và về đến đây thì chúng ta lại cái gì, chúng ta lại canh chốt, bởi vì rất có thể là cổ phiếu này nó sẽ hình thành một cái mô hình hai đỉnh ở đây đó. Bởi vì trên góc độ trung hạn thì cổ phiếu này đã đạt kỳ vọng các anh chị, cổ phiếu này đã đạt kỳ vọng, đó là đạt 18 trên 18 trong cái kỳ vọng vùng lên, phân tích như vậy thôi. Nhóm ngành xây lắp ở trong thời điểm vừa qua thì các anh chị chú ý thêm, KDH là 1, HDG là 2, HDC là 3, CRE là 4 và VPG là 5. Đấy là 5 cái mã cổ phiếu mà nó đánh rất mạnh, đánh rất tốt và nó đánh break đỉnh trong cái thời gian vừa qua. Và trong tuần này thì cũng có phân tích đó, ví dụ như cũng có phân tích thêm mã cổ phiếu HBC. Đây ví dụ này, HBC. Nó như là một cái bách khoa toàn thư, các anh chị có thể tra cứu bất kể lúc nào, ngày 28 tháng 7, ngày 23 tháng 7, ngày 22 tháng 7. Chính thức HBC chúng ta bắt đầu phân tích từ ngày 22 tháng 7. BO đang cho thấy HBC có một điểm hồi ngắn hạn. Vùng 12.5 đến vùng 13 có thể bắt thăm dò lại 10 đến 20% cho cả mua mới và mua chém cá. Thì từ ngày 22 tháng 7 là chúng ta bắt đầu phân tích, rồi đến 23, đến 28, đến ngày hôm qua và đến ngày hôm nay. Hôm nay thì gần như là cân full rồi. Thì chúng ta sẽ phân tích ví dụ như thế này, HBC đúng không anh chị? Đó, thì đây. Thì sau một cái nhịp đạp của HBC thì chúng ta có đánh giá lại cái vùng đây, vùng 12, 12.5. Đó, và ngày hôm nay thì chỉ có điều là HBC ngày hôm nay đóng cửa không được ở cao nhất phiên thôi. Nhưng nó đã có những tín hiệu kỹ thuật rất là ok, nó là nó khẳng định cái câu chuyện là nó đã vượt thoát vùng 13. Và trong một cái nhịp hồi phục ngắn hạn như thế này thì chúng ta sẽ kỳ vọng nó đi về vùng 15. Ok, chúng ta bắt từ đây, từ bắt đầu từ vùng 12, 12 năm đã phân tích rồi. Thì chúng ta về đến 15, như thế là chúng ta cũng có một cái khoản lợi nhuận bé bé. Đó, trong một cái thời điểm thị trường rất là khó khăn, ví dụ như vậy. Cổ phiếu SCR cũng như vậy, SCR thì có phân tích một cái điểm tạo nền tạo đáy vùng 8.15 đến vùng 8.5, sau đó thì tiếp tục phân tích vùng 9 và vùng test kỹ thuật 9 đến 9.3, ví dụ như vậy. Trong phiên ngày hôm qua SCR, trong phiên ngày hôm qua lúc đó khoảng mấy giờ đấy các anh chị, 11:34 là hiện tại SCR đang có những điểm test cung 9.3, 9.5 không gãy là đẹp, cầu đang mất cũng là hợp lý, test cung, vùng test cung này các tài khoản đang cân tiếp tục gom. Thì SCR cũng phân tích từ ngày đây các chị, hình như 16 tháng 7 này. Đây 16 tháng 7. Ngày 16 tháng 7 là bắt đầu và phân tích SCR. Tại thời điểm đó thì cũng đã nhận diện thấy một cái xu hướng hồi phục của cổ phiếu này. Đó các anh chị có nhìn thấy đây, chính là cái cây nến đỏ này này. Đó thì trên kỹ thuật chính là cái cây nến đỏ ở đâu đây này. Cây nến đây, chính là cây nến này. Đó là tại thời điểm đó là chúng ta bắt đầu đánh giá những cái tín hiệu kỹ thuật hồi phục của cổ phiếu. Và đến thời điểm này thì lực đánh của SCR tương đối mạnh. Phần thi về đích thôi, còn bây giờ thì nó không không còn điểm mua nữa. Sell đang mua từ 8, sau đó thì nó đang có những điểm test cung khá đẹp, vùng 83, 84 tiếp tục gom. IDC nó giã cho một nhát là coi như nhà đầu tư choáng váng hết cả đầu óc rồi. Nhưng với cá nhân của ông Lê thì ông Lê rất bình tĩnh, không có vấn đề gì cả. Đây các anh chị, nhịp này là một số tài khoản đang bị kẹp lại. Đó. Và kẹp lại thì nó bình tĩnh thôi, chúng ta không có vấn đề gì cả. Và đây, đang xử lý rồi. Đó, đang xử lý rồi. Ở vùng 21.2, xong đó test lại vùng 22.5. Và bây giờ ở vùng 24 rất đẹp. Hùng chỉ có chờ một cái điểm đánh vượt thoát vùng 26 nữa thôi là chúng ta sẽ cân điểm mua cuối cùng. Và chắc chắn khi tạo lập đánh thoát đây, dòng tiền đã bắt đầu đạt các cái tín hiệu kỹ thuật cùng lên phân tích rồi, bắt đầu đã đạt được gần 10 triệu. Và với cái tín hiệu này thì chúng ta sẽ chờ đợi một cái cú break vùng 26 thì chúng ta sẽ bơi thôi. Chúng ta bơi mà bơi về thuyền về đầy cá, về 30. Nhịp này mà đánh được thoát vùng này là về 30 là cái chắc. Và về đây thì chắc chắn là đầy cá rồi, bởi vì chúng ta đã gom được rất nhiều hàng ở đây. Bản thân Hùng lên như vậy, gom rất nhiều ở đây. Ở KBC thì chúng ta cũng có một nhịp đánh, có phân tích ở trong nhịp này. Đó, rất đẹp rồi. KBC thì trong phiên ngày hôm nay có những cái điểm test quanh 33.5. Đây là những cái vị thế mà chúng ta hoàn toàn có thể cân mua thêm, bổ sung thêm cái lượng hàng của chúng ta.
mục tiêu về 37. ETA thì đến bây giờ cũng full hàng rồi, ở vùng 6.2. Đây, ví dụ như thế này thì chúng ta sẽ hạn chế tìm, bởi vì đó thì nó đơn giản như vậy thôi. Chúng ta cần tra cứu một cái mã cổ phiếu nào đó thì chúng ta sẽ bấm vào hình kính lúp. Đó, và ví dụ trong phiên ngày hôm qua thì cũng đã có thêm những cái khuyến nghị về vùng đó. Vùng 6.15 đến 6.2 tiếp tục con trong phiên giao dịch của ngày hôm qua. Đây ngày hôm qua đây các anh chị, tiếp tục con, và khi mà nó bay vùng 6.25 thì các anh chị có thể đổ mua điểm cuối, hoặc là như thế là chúng ta chỉ cần ngồi nhìn nữa thôi, ngồi nhìn chờ để chốt nữa thôi. Ở phiên ngày hôm nay hơi tiếc một tí, hơi tiếc một tí, không không không, tức là đóng cửa lưng chừng đồi, nó vượt cái đồi này thì ngon. DG trong phiên giao dịch vừa qua cũng giao dịch khá là tốt. Hiện tại thì DG đã đạt target kỳ vọng của ông Lê phân tích, đó là vùng 26, và vùng này thì đang được khuyến nghị trên team mà chúng ta sẽ canh chốt. LCG cũng đẹp rồi, LCG cũng đẹp rồi, rất đẹp rồi các anh chị. Đối với LCG chúng ta có sau một cái cú ngã thần tốc ở đây thì chúng ta đã dò tìm lại một cái vùng giá mục tiêu vùng 11, và sau đó vùng ở đây vùng 11.5, vùng 12. Với tín hiệu kỹ thuật của LCG như thế này, phiên ngày hôm nay đổ khoảng 3,5 triệu cổ phiếu là ngon rồi. Phiên ngày thứ hai nhẹ nhàng trả cung một tí tẹo quanh vùng 12.2. Ok, chúng ta gom và gom mạnh vào. Rồi nhóm setup thì chúng ta chỉ phân tích như vậy thôi. Phân tích những mã cổ phiếu còn có thể mua được, còn những cái mã mà nó break đỉnh á, các anh chị cứ thế cứ túc tắc mà mua thêm thôi. Đó, và năm cái mã cổ phiếu break đỉnh thì cũng đã nói rồi. Các anh chị cần tìm hiểu sâu thêm thì các anh chị có thể comment, cũng sẽ trả lời. Chúng ta sẽ đi vào một cái nhóm tiếp theo, một cái nhóm cũng rất là quan trọng trong thời điểm hiện tại, thì nhóm nhóm ngành này cũng đang hình thành một cái đáy tích lũy rất là đẹp, và chúng ta chỉ cần chờ một cái tín hiệu về dòng tiền nữa thôi. Và nhóm này thì nó phụ thuộc thêm những yếu tố kỹ thuật của giá dầu, và giá dầu thì bây giờ cũng đang đi về lại. Đó, đang đi về lại, khả năng là cũng sẽ tiếp tục tăng thôi. Nhìn xu hướng này thì giá dầu cũng đang khá là ok. Gas ở trong tuần vừa qua thì cơ bản là nó vẫn đang đi ngang tích lũy vùng 88.5, vùng 90, nó có một điểm hỗ trợ ở đây vùng 86.5. Xu hướng kỹ thuật hiện tại thì trong tuần mới cũng kỳ vọng là gas sẽ có những điểm test tích cực 0,88.5 để tiếp tục kéo về ở vùng khoảng ở đây, đó là vùng 92.5 đến khoảng vùng 95. PLX hiện tại là đẹp rồi, đẹp rồi các anh chị, và chúng ta có phân tích PLX này ở vùng 48 đến vùng 49, các anh chị có thể xem lại, và nó có một cái điểm test kỹ thuật ở vùng 49.3 trong tuần vừa qua. Sau đó giao dịch rất ổn định ở vùng 5x. Đây, đây là những cái vùng mà các anh chị chúng ta canh gom để chúng ta mua. Một cái câu chuyện rất là thực tế, đó là ở những cái vùng này này thì các anh chị mua không có sợ hãi, mua bất chấp. Đó, ở tại những cái vùng kháng cự, đó tại những cái vùng kháng cự này thì chúng ta mua bất chấp và chúng ta mua không hề sợ hãi. Nhưng tại sao ở những cái vùng này cũng khuyến nghị mua mãi mà chả ai chịu mua? Không thể hiểu nổi. Không thể hiểu nổi. Rồi, Pelix sẽ chờ một điểm đánh break vùng 52 và thoát vùng 52 này thì chúng ta sẽ chờ để chúng ta xây những cái target tiếp theo ở vùng 54, có thể về vùng 56. Đây là những cái vùng mà chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt lời các anh chị. Pet đã có một lực hồi phục tốt từ vùng 19, đánh giá vùng hỗ trợ 19, sau đó thì đâu na đâu đó không nhớ lắm, vùng 19.5. Đưa target của cổ phiếu này lên khoảng vùng 21, và trong tuần vừa qua thì cổ phiếu này giao dịch tương đối ổn định ở vùng 21 cộng. Với tín hiệu này thì hoàn toàn có thể kỳ vọng sang tuần mới thì Pet sẽ đánh về vùng 23, và về vùng này thì lại làm cái gì các anh chị? Thì lại có cái mũi tên đỏ ở đây, các anh chị muốn làm gì thì làm. PXS thì chưa, vẫn đang tích lũy nền và hỗ trợ 5.3, và nền tích lũy ở đây thì chúng ta cần chờ thêm 5.5, 5.65, cần thêm một cái lực cầu tốt hơn. PVSC đúng không ạ? Rồi, ok, PVS tuần giao dịch trước đó chúng ta có phân tích một cái điểm test lại cung ở vùng 22.8. Rất đẹp, phiên thứ hai chạm 22.8 kéo lên luôn. Và lên luôn thì bây giờ nó sẽ đi về, dự kiến nó sẽ đi về vùng kháng cự 26 các anh chị. Phiên ngày thứ hai có thể test lại vùng 24.4. Một số các anh chị có hỏi là những cái ví dụ như tại sao lại lấy 24.4, thì cái này là cái phản xạ thôi. Nó không có công thức nào tính toán cả, và mình
đánh nhiều trên thị trường, xong rồi mình có những cái phản xạ nghề nghiệp thôi. Nói chung nôm na thế chứ cũng chả có công thức nào để cân cả. PVD thì chưa 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 đẹp lắm. Chưa đẹp lắm, vực lực cầu đang đang chưa đạt lực cầu của PVD, nó phải đạt khoảng tầm độ 9,5 triệu cổ phiếu trên một phiên cơ. Những yếu tố tích cực thì trong tuần này thì PVD cũng đã lấy lại được vùng 18. Đây là một cái vùng test cung rất là quan trọng để xác nhận thêm những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Khả năng thì PVD vẫn vẫn có những cái điểm lình xình lại quanh 18 này các anh chị nhé. Sau đó thì tính tiếp. PVT cũng đã có một cái lực phục hồi tốt và nó đã chạm lại vùng kháng cự lần 2. Trong tuần đã có hai lần chạm lại vùng 18,7 và đều chưa vượt thoát được. Thì với tín hiệu này thì nó sẽ cần thêm 1 đến 2 phiên để chúng ta đánh giá thêm cái ngưỡng hộ ngưỡng kháng cự ở đây. Nó phải đánh bay được cái vùng này với một cái lực cầu của PVT nó cũng muốn đánh được, nó cũng phải đạt được khoảng tầm lực cầu nó đang thấp như này thì đang khó lắm, khoảng tầm trên 6 triệu cổ phiếu mà bây giờ mới được có 2 triệu 2, như vậy là nó phải cần một cái lực cầu khoảng thêm 4 triệu nữa thì khi đó thì là PVT sẽ tiếp tiếp tục xác nhận cái xu hướng tăng. Còn ngược lại, cái lực cầu nó vẫn nằm ở khoảng tầm độ 2 đến 3 triệu cổ phiếu thì nó sẽ lừng khừng. Đó, cách thức để chúng ta nhận diện như vậy. BSR như thế nào anh chị? Ok nhỉ. BSR đang đánh khá là ok, vùng 18 năm đẹp, xu hướng khả năng nhịp này đi về vùng 20. Oi chạm lại kháng cự 13 nên là phiên này đây đổ phát không sao cả. Lại hứng ở vùng 12 năm. 12 năm hứng lại. Tuần tới sẽ đánh giá thêm ở vùng 12 năm. POVK cũng như vậy, trong tuần vừa qua thì POVK suýt soát chạm vùng 11 nên nó đổ lại. Đó, nó đổ lại. Đây thì chúng ta sẽ hứng lại ở quanh 10 chấm mấy đấy các anh chị này. 10 10.5 các anh chị, hứng lại ở 10.5. Đó. Thì quanh như vùng 10.5 chúng ta có thể chủ động chúng ta thu gom thêm và chúng ta chờ đợi một cái lực đánh nó mạnh mẽ hơn, đó là nó phải đánh khoảng tầm độ trên, nói chung nôm na nó cũng phải đánh khoảng tầm độ 15 triệu cổ phiếu, với POVK nó phải đánh khoảng tầm độ 14 đến 15 triệu cổ phiếu thì khi đó thì mới nói đến cái câu chuyện là em này tăng. Còn nếu mà chưa có 14 15 triệu cổ phiếu thì cứ ngồi im đấy, tích lũy tiếp. Đó, và cái vùng kháng cự trước mắt của nó đó là vùng 11 đến 11.3. Đó, khi bay vùng 11 11.3 thì như vậy là chúng ta sẽ yên tâm rồi. Đó, còn góc độ hiện tại thì chúng ta sẽ thăm dò và nắm giữ thêm các cái vị thế của POVK ở những cái vùng hỗ trợ ngắn. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến một nhóm ngành rất là quan trọng với chúng ta, đó là nhóm ngành banh. Thì từ ngày hôm qua là bắt đầu phân tích hàng loạt các cái tín hiệu phục hồi của nhóm banh. Ví dụ việc có banh BID, BVB. BVB thì vẫn phân tích lâu rồi, MSB, CTG, đó ví dụ vậy, đó là một loạt các cái phân tích trong phiên giao dịch của ngày hôm qua. Bởi vì tại thời điểm đó thì cũng bắt đầu nhận diện thấy là thị trường có những cái tín hiệu phục hồi kỹ thuật từ nhóm này và kể cả nhóm chứng khoán, tí nữa chúng ta sẽ đi phân tích. Thì câu chuyện là khi Hùng Lê phân tích vào bản tin tuần thì những cái điểm mua đẹp nó đi mất hai phiên rồi, nó qua mất hai phiên rồi, và khi mà Hùng view lại thì một số các anh chị không hiểu thì bảo à ông này ông nói sau, nhưng về về thực tế thì chúng ta đã có những cái phân tích rất là sớm của nó rồi đó. Hoặc ví dụ như BVB đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là BVB bắt đầu từ ngày 23 tháng 7 23 tháng 7 đã bắt đầu có những cái phân tích kỹ thuật định lượng và bắt đầu đã có những cái tín hiệu để cho anh chị em có thể nhập hàng từ 20 đến 30% đó, quanh vùng 17.5 đến vùng 18, ví dụ như vậy đó, ngày 23 tháng 7 ví dụ như vậy. Thì chúng ta sẽ đi phân tích nhóm banh đó. Và cái câu chuyện là ông có nói đến trước khi mà đi vào nhóm banh và nhóm chứng khoán ấy, thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ trọng của nó tương đối lớn, và cái góc độ kỹ thuật thì cũng đang kỳ vọng là cái nhóm này không nên tăng cả dòng. Chính vì vậy nên là Hùng có trong tuần có nói đến cái câu chuyện là chúng ta cần thị trường tăng khoảng 5 đến 10 điểm một phiên thôi. Tức là trong một cái phiên đó chúng ta chỉ cần tăng 5 điểm. Đó, mà trong cái nhóm banh ấy có 5 thằng nó giảm, 5 thằng nó tăng. Rồi ok, trong nhóm chứng khoán nó có
bảy tám thằng nó giảm, nó chỉ có ba bốn thằng nó tăng, và nó cứ đảo đều nhau như vậy, nó cứ đảo như vậy thì nó sẽ rất là ok cho một cái thế trận của chúng ta. Chứ còn một phiên tăng 20-30 điểm không thích, không thích một tí nào luôn. Những cái phiên như vậy nó chỉ có tác dụng cho những anh chị em đánh phái sinh, còn đánh cơ sở nó không có độ bền, không có độ bền anh chị. Bởi vì tăng như vậy thì một hai phiên sau nó sọt ngay đó. Vậy thì chúng ta cần một cái túc tác đi, đi rất nhẹ nhàng, và như vậy thì chúng ta sẽ rất là ok. Thì cần lắm cái sự phân hóa của nhóm banh đó, cần lắm cái sự phân hóa của nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán, và nó phân hóa càng sâu càng tốt ở những cái thời điểm hiện tại. Như vậy nó phân hóa càng sâu càng tốt đó. Ví dụ ngày hôm nay ông Vietcombank lững thững, hôm nay có thể cho ông đỏ đi đó, nhưng ACB tăng 2 điểm ví dụ như vậy, thì chúng ta sẽ rất cần những cái câu chuyện như vậy trong cái thời gian sắp tới. Và những cái ý đồ tạo lập như vậy thì tạo lập thị trường sẽ có thể sẽ ngắm đến những cái phân tích của ông Lê đấy, rất là hay đấy. Ở Vietcombank trong phiên giao dịch ngày hôm qua chính thức bắt báo bắt, và trong phiên ngày hôm nay thì cũng tương đối là đẹp rồi. Nói chung là mã này thì nó đánh chỉ số, chính vậy nên là anh chị em chúng ta cứ bắt túc tắc thôi. Nhưng mà khi nó tăng cũng tương đối đó các anh chị. Ví dụ như nhịp trước này chúng ta phân tích từ vùng, cứ cho đây đi, từ vùng 97.5 cho vùng 98 mà nó đánh lên 115. Ta thử tính xem nào, 98 trừ 1 15. 17.000 chia cho 98. Đấy cũng được 17% trong vòng có khoảng 2 đến 3 tuần. Làm gì cho lại các anh chị. Ngon đấy chứ. Vietcombank ngon rồi, như này là lên đấy. Và nhóm banh nói chung đang đi vào một cái giai đoạn phục hồi, và nhịp phục hồi này sẽ đi đến đâu thì Hùng Lê sẽ đánh giá chi tiết hơn, bởi vì là bây giờ chúng ta sẽ chưa thể nói trước được cái câu chuyện nó đi đến đâu. Và chúng ta lần lượt chúng ta sẽ đi phân tích từng người target, từng người kháng cự của từng mã cổ phiếu. ACB trong tuần đúng không ạ? Vùng hỗ trợ của ACB đây rất tuyệt vời, 32 bật lên trong tuần, nó phá vỡ cái ngưỡng kháng cự 33.5 và cây nền kết tuần như thế này thì chịu rồi. Ở phiên ngày hôm nay quỹ cơ cấu nên là nó có thể nó có những cái biến cố khá là thất thường. Thì trên góc độ kỹ thuật trong phiên ngày thứ hai nó có thể nó sẽ kiểm tra lại, nếu như nó khỏe thì nó sẽ kiểm tra lại khoảng vùng 32 35.5. Đó, quanh quanh ở vùng này, chấm 3 thì nó hợp lý đó. Và nó sẽ kiểm tra ở cái vùng này, nó ổn định thì như vậy là ACB sẽ có thể có một cái lực đánh về khoảng vùng 37 đến vùng 38. Vùng này thì mang hàng ra mà chốt, đừng có đua lệnh xanh nữa các anh chị. Ở BIDV cũng khuyến nghị nhặt nhạnh rồi, nói chung là vùng 40 40.5, đây là những vùng mà chúng ta nhặt. Thoát 41.5 thì có thể mở điểm mua hết đối với BIT. Công thương cũng đã chính thức khuyến nghị khởi động, chúng ta bắt lại trong phiên ngày hôm qua. Vì sao? Bởi vì công thương lúc đó là mấy giờ ấy nhỉ? Lúc đó là có nhận diện một cái, hình như là có nhận diện một cái canh nhịp sọt. Đó, có khuyến nghị rất rõ ràng. Đó là lúc đó 9 giờ, khoảng 9 giờ 20 phút. Đang có dấu hiệu bứt vùng 34. Đây là tín hiệu tích cực và chúng ta sẽ... Đúng rồi, và đang có dấu hiệu bứt vùng 34 cộng, đó là tại cái thời điểm là chúng ta đây này, 34 cộng 33. Trong phiên ngày hôm qua, tức là đang có những cái dấu hiệu mà cổ phiếu bứt 34 cộng, chính vì vậy đây là chúng ta sẽ canh để chúng ta trong các cái nhịp sọt đó, thì nó sẽ có thể nó sẽ hồi về lại những cái vùng giá thấp. Ở phiên ngày hôm nay nó ngồi lại được vùng 34, lực cầu tương đối tốt, 20 triệu, được. Và công thương cũng sẽ bắt đầu bước vào một cái lực phục hồi đây, và dự kiến thì nó sẽ đi lại vùng kháng cự 36.5. Về nó thì chúng ta sẽ có những cái đánh giá tiếp theo. MBB cũng đẹp rồi. Đó, MBB có phân tích cho anh chị đây, vùng 2, hỗ trợ 27, biên 28, và tuần này thì cũng đã có hai cây nến tương đối đẹp. Dòng tiền bắt đầu đi lên, đường mát tốt. Và MBB cũng chính thức đi vào một cái nhịp hồi kỹ thuật, và dự kiến nhịp này thì MBB sẽ đi về khoảng vùng 30 đến khoảng vùng 31 các anh chị. Ngày hôm nay VBank cũng tương đối là tốt với một lực đánh khá là mạnh của dòng tiền. Nó đã không phá vỡ vùng 55 và dự kiến thì sẽ đi lại vùng 65. Techcombank. Techcombank cũng thực ra thì con này nó chưa thực sự là hồi mạnh các anh chị nhé, chưa thực sự hồi mạnh. Nó
tốt ở góc độ đó là vùng 49, là vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây, nó không gãy và dự kiến thì nó sẽ đi lại vùng 52.5. Đây sẽ là cái vùng kháng cự khá là mạnh của Tech, thì chúng ta sẽ chú ý thêm ở cái vùng đó. TP thì trong một cái nhịp gãy nhịp chỉnh á, thì chúng ta có đánh giá hỗ trợ 32 và vùng hỗ trợ này thì tương đối tốt. Nó đã có một nhịp hai nhịp long, nói chung là nó đã có rất là nhịp nhàng, hai long hai short ở đây. Và sau đó thì trong tuần vừa qua thì nó short về và sau đó nó kéo lên, và tín hiệu kết tuần thì em này cũng đang tương đối là ổn. Nó break được vùng 34 và khi thoát được vùng 34 này thì cũng khá là tốt. Dự kiến thì nó sẽ đi lại về vùng 36. Bay được vùng 36 thì chúng ta sẽ tính toán thêm các anh chị nhé, tính toán thêm HD Bank. HD Bank ở thời điểm hiện tại thì cũng khá là tốt, tích cực hơn so với các mã bank khác, đó là vùng 31.5, nó giữ được khá là ok. Xu hướng ngắn hạn thì cổ phiếu này cũng sẽ hồi về lại vùng 35, ở vùng này thì các anh chị chú ý. SHB cũng đang có những cái tín hiệu hồi phục kỹ thuật khá là tích cực. Tuần tới mà break được vùng 28 thì nó có xu hướng đi lại vùng 31.5 đến vùng 32. Và về đến vùng này thì chúng ta canh mà chốt, bởi vì là vùng này cũng là cái vùng kháng cự mạnh của cổ phiếu. STB đây, trong những tuần giao dịch cũ á, chúng ta đánh giá cái vùng hỗ trợ 27, tiếp tục đánh giá ở vùng 28, và trong tuần có chỉ có một cái điểm phiên ngày thứ hai thôi, suýt soát chạm 28. Sau đó có vùng 28 năm và kết tuần thì nó đang chạm lại kháng cự 3x, khả năng tuần tới nó sẽ có những cái điểm chỉnh lại quanh vùng, khả năng quanh vùng 29 3. Sẽ có những cái điểm chỉnh lại quanh vùng 29 3 29 5. Lực cầu tiếp tục ổn định trên 30 triệu cổ phiếu thì STB sẽ kéo lại về vùng 32, và về vùng này thì chúng ta cũng chú ý. Tức là địch nó nằm ở vùng 32 và chúng ta phải chú ý đi qua vùng đó, không là nó bắn vỡ đầu. BVB thì có phân tích rồi, có những cái vùng hỗ trợ ở đây 17 năm tương đối là đẹp. Và vùng phiên này đang ngồi lên vùng 19 cộng. Lực cầu mạnh mẽ thêm một tí nữa, BBB thì muốn đánh được thì nó phải cần một cái lực cầu đâu đó khoảng trên 4,5 triệu cổ phiếu. Còn một lực cầu trên 4,5 triệu cổ phiếu thì khi đó cổ phiếu sẽ bay thôi. Còn hiện tại thì cái lực cầu nó mới đạt được khoảng tầm 1 phần 2, tức là 50%, thì nó cũng sẽ chưa thể bay nhanh bay mạnh được. Chúng ta cần chờ thêm những cái tín hiệu kỹ thuật. Nhưng trên góc độ nền tảng tích lũy là ok rồi, và túc tác gom rồi. Thoát 19 cộng là gom được rồi. MSB cũng đã được phân tích, và MSB thì chính thức là chúng ta có một cái vùng đây 27 này. Xong rồi nói tiếp biên 28 28 5 và hai phiên kết tuần như này là rất là đẹp. Ngắn hạn thì MSB sẽ chạm 3x. Mạnh hơn thì sẽ đâm lên vùng 31 đến khoảng vùng 32, và tại vùng này thì chúng ta sẽ căn cứ cái tình hình thực tế và chúng ta sẽ phân tích ở trên này. Nhóm bank phân tích thêm mã cổ phiếu ABB cũng tín hiệu cầu đang khá là tốt. Thì đối với ABB trong cái nhịp trước này chúng ta có một nhịp đánh rất là thành công và gần như đạt được cái target kỹ thuật của nó ở đây là vùng 25. Sau đó nó chỉnh thì dò lại cái vùng hỗ trợ quanh vùng 18 18 7, và trong tuần thì nó đã có những cái điểm test kỹ thuật quanh vùng 18 7 rất là đẹp, và bây giờ thì nó đã vượt thoát, kết tuần thì nó vượt thoát vùng 20. Dự kiến thì nó sẽ đánh lên khoảng vùng 22, thoát được vùng 22 thì nó lại lên vùng 24, 25. Và như vậy thì có thể kỳ vọng vào trong cái nhịp này thì đây là những cái nhịp hồi phục về mặt kỹ thuật và về đến những cái vùng kháng cự đây. Chúng ta sẽ chú ý. Nhóm banh có mã cổ phiếu NVB. NVB cũng đã đạt được những cái target rất là cao. Từ những cái vùng hỗ trợ đây đó là vùng 18, và hiện tại NVB thì vùng 22 cộng đến vùng 23, đây là vùng mà khuyến nghị chốt anh chị nhé. Đó, những cái vùng hỗ trợ này thì chúng ta không mua, nhưng mà lên đến đây thì chúng ta háo lắm này, mua tí đã luôn này, mua không biết sợ đó. Và ngày hôm nay thì trong team cũng lên những tài khoản mà đang cầm cổ phiếu này là khuyến nghị chốt rồi, từ vùng 22 cộng khuyến nghị chốt.
Rồi như vậy là chúng ta thấy rằng nhóm ngành chứng khoán, nhóm ngành ngân hàng của chúng ta đã có một cái lực phục hồi rất là tốt ở trong những hai phiên giao dịch vừa qua, nó góp phần lên cái cây nến Hammer của chúng ta ở cây nến kết tuần ở VCI đây đó, hỗ trợ này là nói rồi này, có phân tích rồi này, 45 phiên này chạm lại vùng 5x là kháng cự ở đây, nhưng mà cái vùng 5x này thì khả năng nó sẽ đâm thủng qua thôi. Xu hướng nhịp này sẽ hồi về vùng 53, vùng đó thì chú ý mà canh mà chốt. Bộ tứ của nhóm ngành chứng khoán gồm có bộ năm nữa, bộ tứ thì thiếu mất một mã. SSI tốt. Như vậy là chúng ta có một cái đánh giá rất thành công cái vùng hỗ trợ của SSI 48.5 đến vùng 50 đó các anh chị. Và tuần này thì nó đã đi về lại cái vùng kháng cự 55 ở đây, và tín hiệu cầu này tương đối tốt, sang phiên ngày thứ hai có thể test lại quanh 53.5, và kỳ vọng nhịp này thì SSI sẽ kéo về lại vùng đỉnh cũ ở đây, đó là vùng 58 đến khoảng vùng 59. HCM thì chạm lại kháng cự và chúng ta sẽ chờ thêm các cái tín hiệu kỹ thuật của HCM đánh vụ có đánh thoát được cái vùng 48.5 này không để đánh giá xu hướng đi tiếp. SHS đẹp rồi. Đó, trong tuần có nói đến vùng 37.5. Đó, các anh chị có thể xem lại các cái bản tin video trước, và tuần này nó bách được qua 40.5 rồi. Xu hướng này thì nó lại kéo về lại vùng đây, vùng 44 đến vùng 45, và vùng này thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt nếu như cổ phiếu có những cái tín hiệu kỹ thuật đảo chiều ở đây. MBS cũng rất là tuyệt vời. MBS thì trong phiên sáng nay là bắt đầu khuyến nghị mua, bởi vì MBS là phiên nay mới bắt được tín hiệu. Thực ra về về lý thuyết là MBS đã có một cái vùng tích lũy tương đối là đẹp quanh vùng 28, quanh vùng 28. Đây các anh chị. 272. Và phiên sáng nay thì lúc đó thì canh sọt, bởi vì sáng nay là thị trường có những cái thời điểm mà thị trường tăng có 2 điểm mà, chứ không phải tăng 20 điểm, tức là tăng được sau đó thì thị trường đã sọt lại. Thì đấy là những cái thời điểm mà chúng ta canh gom những cái vị thế tốt nhất. Nói chung là bao giờ cũng có cái câu là canh bắt phiên này, canh sọt mà mua. Lúc đó là mấy giờ đây? Một loạt sáng nay là bắt một loạt luôn. NVB 9:10. 9:10 là bắt đầu có những phân tích khuyến nghị rồi. Vậy lúc đó là thị trường của chúng ta đang tăng rất là nhẹ nhàng, và thậm chí sau đó nó còn sọt đỏ nữa cơ. Và kết phiên thì MBS đã tăng rất là khỏe, đóng cửa 9:29:2. Bộ tứ được mấy con này nhỉ? Có con VND nữa cũng nằm ở trong top này. Thì VND đã có một hành trình tương đối là ổn định, và trong một cái nhịp ở đây các anh chị có thể xem lại bản tin tuần. Nếu mà lùi về đây thì chúng ta sẽ phải xem những bản tin tuần 163. Thì chúng ta có đánh giá vùng hỗ trợ của em này ở vùng 38, và như vậy thì trong một cái nhịp lình trình đây thì hôm nay là em đi về lại được vùng 45, đây là vùng kháng cự. Khi về lại vùng 45 thì nó đã có những điểm test ở đây này, những điểm test nó nằm ở hai phiên, và phiên ngày thứ năm và ngày thứ sáu thì nó ngồi hẳn lên được trên vùng 45 cộng. Xu hướng này thì khả năng là sẽ kéo về vùng 49 đến vùng 50 thôi, về lại đỉnh cũ đây, và về đây thì lại ô tô ốt chỗ tốt sắc chốt thôi thì chúng ta, và thậm chí đến bây giờ là chúng ta không còn những cái điểm mua đẹp của VND nữa anh chị. CTS cũng đẹp rồi. CTS là đã khuyến nghị cho các tài khoản mở mua mới vùng 20 20.5. Đây là cái biên tích lũy của nó, và kết tuần thì nó đã bắt đầu có dấu hiệu đánh về vùng 22, thì chúng ta sẽ chờ xem vùng 22 ở trong tuần mới. Thoát được vùng 22 thì sẽ nâng lên target ở vùng 24. FTS cũng đã được có một cái vùng hỗ trợ, FTS đây, FTS đã có đánh giá vùng hỗ trợ 30. Sau đó thì nói đến vùng 32, và đến thời điểm hiện tại là cổ phiếu đã break vùng 34, tương đối là đẹp. Xu hướng này thì sẽ đánh về vùng 39.
38 đến khoảng vùng 40, tức là về lại cái vùng target ở đây các anh chị này, về đến cái vùng kháng cự đây. Và về đến đây thì chúng ta canh chốt thôi. AS trong phiên ngày hôm qua, cũng đã có những cái khuyến nghị dành cho các tài khoản quan tâm và chúng ta bắt được. Vì sao? Bởi vì nó có một cái nền tảng tích lũy 11.6 khá là tốt. Ở trong phiên ngày hôm nay, khi cổ phiếu này vượt thoát thủng vùng 12.5 thì đấy là cái thời điểm mà chúng ta sẽ canh để chúng ta mua. Đó, AS đây, AS bứt này, đang có xu hướng bứt này, canh sọc và chiến đấu. Ở xu hướng AAS thì có thể đánh về ngắn hạn thì chúng ta sẽ kỳ vọng vào vùng 14, trước mắt là như vậy. BVS cũng hồi phục tương đối là đẹp và tuần này thì nó cũng thỏa mãn điều kiện chạm vùng 28. Xu hướng thì nó sẽ đánh về khoảng vùng 29 đến vùng 30. À, vùng 30 đến 30.5. BVS cũng đang tương đối đẹp. VIX thì đánh sổ số. VIX. Nhịp sổ số này chúng ta bắt. Vì sao? Bởi vì chúng ta nhìn thấy một cái tín hiệu khá là tích cực từ vùng 19.5 đến vùng 20. Và trong tuần nó có những điểm test kỹ thuật tương đối đẹp 21.5. Kỳ vọng nhịp này thì nó oánh lên khoảng vùng 24-25. Chốt tạm. Đánh sổ số thì chỉ có như vậy thôi. Trong nhóm ngành này thì chúng ta sẽ phân tích thêm một cái con mã cổ phiếu SBS nữa. Cũng đang khá là thích con này. Thì SBS có một cái nền tảng hỗ trợ 11.2 đến vùng 12 và trong phiên ngày hôm nay thì thỏa mãn điểm mua tiếp theo. Khi cổ phiếu có xu hướng break nền và ngắn hạn thì chúng ta sẽ kỳ vọng là sẽ đánh về vùng 14. Ok, như vậy là nhóm banh và nhóm chứng khoán tuần vừa qua đã có một tuần giao dịch rất là tốt và trong phiên giao dịch ngày thứ 5 thì bắt đầu có những cái biến động về nhóm này và thậm chí trước đó thì chúng ta đã có những cái điểm bắt về nhóm banh và chứng khoán. Thì thông thường khi thị trường hồi á thì banh, chứng khoán, trụ và P thì có thể chạy sau nhưng mà đa phần những cái phần đó là nó sẽ chạy trước và chúng ta sẽ đón đầu cái cơ hội như vậy để chúng ta mua trước và chúng ta sẵn thủ sẵn cái vị thế của chúng ta. Rồi bây giờ thì 1:02, ok, chúng ta vẫn đang còn thời gian thì cũng sẽ phân tích thêm một số các cái mã cổ phiếu của các nhóm ngành khác. Bảo hiểm BMI, BMI cũng đã có một trend kỹ thuật đánh rất là tốt. Đang có những cái điểm test tích lũy quanh vùng 40 đẹp, nói chung là cứ cầm thôi. BMI nếu như BMI không gãy vùng 37 thì cứ cầm. Khả năng thì nhịp này BMI còn kéo được một nhịp lên khoảng tầm 45. Con BIC này cũng được khuyến nghị ở một góc độ cầm dài. Và đến thời điểm hiện tại thì cũng đang nhìn thấy một cái điểm tích lũy của nó quanh vùng 22. Đây sẽ là cái vùng mà túc tắc thôi, túc tắc gom. Đó, và một cái biên ở đây có thể biên 22.5 đến biên 23. Đây là những cái thời điểm vàng. Đó, những cái thời điểm vàng để gom cổ phiếu trước khi mà chúng ta có một kỳ vọng là cổ phiếu đánh thoát vùng 24. Khi nó chém được vùng 24 thì đấy là một cái thời điểm rất là tuyệt vời để chúng ta có thể mua full. Đó, FRT thì quay lại cái câu chuyện FRT tại những cái thời điểm mà chúng ta mua và các anh chị vội vàng, đúng không ạ? Chúng ta rất vội vàng, chúng ta bảo là mua ở đây những cái vùng này và chúng ta thấy một cái nhịp sọt này chúng ta hoa hết cả mắt rồi. Nhưng mà cái câu chuyện là nếu như chúng ta xác định đầu tư dài, FRT là khuyến nghị đầu tư dài. Đó, thì khi mà nó gặp những cái vùng hỗ trợ là những cái vùng mà chúng ta giải ngân tiền rất là tốt. Đó. Và đây các anh chị đấy, từ đây phân tích lên vùng 28 rồi phân tích lên vùng 31 thì bây giờ nó lên đến vùng kháng cự 35 rồi. Và 35 thì nó vẫn đang cái xu hướng này, nó vẫn đang tiếp tục đánh. Nó đang tiếp tục đánh sau hai cái điểm mà nó test tả lại cung ở đây. Đó, thì xu hướng này thì nó sẽ có khả năng sẽ kéo một nhịp nữa về khoảng tầm 40. Về đến đây thì mới chỉnh kỹ thuật. Đó. KSB chẳng hạn, đó, KSB đây, KSB đoạn này nó hơi lừng khừng.
Rồi, tạo nền tạo đáy vùng 23 rồi, nó đang có những cái điểm test, có thể test lại 24.5, có thể cân tiếp được. Nói đến KSB thì nó sẽ đầu tư song hành cùng với PLC, bởi hai con này nó đi cùng với nhau. Thì PLC nó cũng không có gì khó khăn cả. Đây, view lại cho anh chị một cái cách nhìn đơn giản như này thôi, chúng ta cứ phân tích học những cái gì cao siêu không cần đâu. Đó, đó chúng ta nhìn đến đây này, đó, vùng 23.5 đến khoảng vùng 23, đây là hỗ trợ. Đó thì về đây chúng ta cứ thế chúng ta mua, nhắm mắt nhắm mũi chúng ta mua về đến cái vùng đây này. Về đến vùng này thì đừng có làm liều nữa, vùng này là vùng không liều được nữa đâu. 28 cộng đến vùng 30, vùng này phải biết run sợ và phải biết chốt lãi. Đấy, về vùng này phải biết run sợ và biết chốt lãi. Còn về đến những cái vùng đây là vùng mà chúng ta phải biết tham lam 24 đến 24.5. Rồi, nhóm ngành cao su, chúng ta sẽ phân tích nhóm cao su và sau đó thì phân tích nhóm ngành cảng biển. GVR như thế nào? Ok, GVR đang phân tích một sóng lên quá đẹp. Có nói đến vùng 28 đến vùng 28.5 là hỗ trợ và chúng ta tua lại bản tin tuần video số 163 sẽ nói đến những cái vần ở đây, bởi vì tọa độ chắc là vùng 163. Trong tuần thì chúng ta nói đến cái xu hướng là GBR sẽ đánh về vùng kháng cự 233 đến 33.5 và tuần này đẹp rồi, đang ngồi lại 33.7. Trong tuần có những điểm test kỹ thuật ở vùng 32 rất đẹp. Và bản thân thì GVR nó cũng giống như một cái mạch chảy về dòng thời gian. Đó, ở vùng ngày 20, nói chung là nhìn lại từ ngày 20 tháng 7 các anh chị này, từ ngày 20 tháng 7, từ ngày 15 tháng 7 bắt đầu đánh giá, đách bắt đầu đánh giá nhóm ngành cao su từ ngày 15 tháng 7 cơ. Rồi đến ngày 20 tháng 7, đến ngày 27 tháng 7 và đến ngày hôm qua. Đó, sọc không gãy 32, đó là điểm nhấn kỹ thuật ngày hôm qua đây. Là điểm nhấn kỹ thuật cực kỳ quan trọng trong phiên, và phiên nay các tài khoản đang cầm canh gom thêm ở vùng 32.5 đến vùng 32.6. Thoát được 33.5 thì có thể cân điểm mua cuối cùng, và ngày hôm nay nó đánh thoát vùng 33.5. Đó, những cái tín hiệu kỹ thuật được cùng phân tích nó như là một cái dòng chảy về mạch mặt thời gian. Thì tốt rồi, như thế này thì nó sẽ đánh về vùng 36, mạnh hơn có thể đánh về vùng 38. Ok. PHR cũng đang tốt rồi. PHR thì gọi là học thuộc lòng thôi. 47.5 48 gom, 49 có thể gom tiếp và thoát vùng 50 thì mở điểm mua cuối, mục tiêu cho vùng 52. DRI cũng DRI hôm nay đánh đẹp đấy chứ. DRI hôm nay rất đẹp. DRI thì sau một cái nhịp chỉnh dài đây và phân tích lại vùng hỗ trợ rất đẹp 8.8 đến vùng 9, bắt đầu từ đây chúng ta gom vị thế lên. Đó, phiên kết tuần này thì đẹp rồi. Dự kiến thì nhịp này nó sẽ đi về khoảng vùng 10.5. Về 10.5 ở đây thì nó sẽ chỉnh kỹ thuật ở đây và kỳ vọng những cái nhịp chỉnh kỹ thuật này ổn để DRI tiếp tục kéo về target cũ của nó ở đây, ở vùng 1.5 đến vùng 12. Ở VHG thì cần chờ các anh chị nhé, chưa có gì đột biến cả, quanh vùng 2.2, nói chung là chờ thêm. DRC cũng rất là ok rồi. Trên góc độ kỹ thuật thì DRC đang tiệm cận về vùng kháng cự phân tích của chúng ta, vùng 30.5, hai phiên đều chạm về đây và bị rụt đầu xuống. Thì chúng ta thấy rằng đây là một cái vùng kháng cự tương đối mạnh, đó, vùng kháng cự tương đối mạnh của nó ở đây. Và nó cần thêm thời gian để nó có thể vượt thoát được vùng 30, 30.5. Còn xu hướng kỹ thuật của DRC cơ bản là ok. Nhóm ngành cảng biển trong cái thời gian vừa qua thì đánh tương đối là tốt. GMD. GMD đã chính thức là đánh vượt thoát vùng 45. Thì trong bản tin phân tích kỹ thuật tuần đó, thì cũng có nói đến cái câu chuyện là khả năng nó sẽ có thêm những cái điểm test kỹ thuật về quanh 435, nhưng mà nó test gần như là không gãy về 435. Thì tín hiệu tuần như này thì nó chưa chạy ngay được đâu. Chưa chạy được. Nói chung là để mà hình thành một kênh xu thế trung hạn của GMD từ vùng 45 ở đây thì nó cần thêm khoảng 1 đến 3 phiên nữa, nói chung phải tầm độ 3 phiên trở lên nữa thì chúng ta mới đánh giá thêm được cái chỗ này. HAH thì tuyệt vời, con này thì nó không có gì phải bàn cãi cả.
Thì sau khi mà cổ phiếu này đạt được target 4x á, thì có phân tích lại cái vùng 37.5 đến vùng 39, và gần như cổ phiếu đã có những cái điểm trong tuần phiên ngày thứ hai thì gần như nó lấy bứt bứt luôn. Xu hướng này thì đánh lên 45, khỏe hơn thì đánh về 50 HH tương đối ổn. VSC thì phiên kết tuần nó đánh lại về kháng cự 57.5, và với quan điểm về VSC thì nói chung ở vùng này sẽ là vùng kháng cự và sẽ canh chốt thôi, chứ không có mở mua thêm. TCV kép như vậy là hoàn thành target tuần ở vùng 30/30, và khi về đến đây rồi thì nó sẽ chỉnh thôi, nó sẽ chỉnh cung. Khả năng có những cái điểm chỉnh cung lại về quanh 29 không gãy là được. Cho target ở khoảng vùng 31 đến vùng 32. DXP hồi phục tốt rồi, DXP tốt. DXP có đánh giá vùng hỗ trợ 13 đến vùng 13.5. Như vậy là trong tuần thì nó cũng đã chém cung ở vùng 14 và đang tiến về vùng giá mục tiêu đâu đó khoảng vùng 15 à. Vùng 16, vùng 15, 16 ở đây. Và khi gặp cái vùng này thì khả năng chỉnh đấy các anh chị này. Đấy, nó chỉnh rồi. Nó chỉnh rồi thì như vậy là như này. Nó đi, mô hình đi như này. Đó. Gặp đây nó chỉnh như này. Và nó sẽ test tích lũy thêm khoảng 1-2 phiên trước khi một lực cầu quay trở lại để đánh thủng lại cái vùng 15.5 ở đây. Và lực cầu lần này đánh thủng vùng 15.5 thì có thể nâng target của em này lên khoảng vùng 17 đến khoảng vùng 18. Mã VOS thì không khuyến nghị phân tích. Mã này thì Hùng Lê chơi mình, chơi cho vui thôi. 6.5 đến vùng 7 gom. Chắc là khoảng tầm vùng 8.5 đến 9 xả tạm nhịp này. Em này thì đây nhìn trên trang kỹ thuật tuần thì nó đánh cũng tương đối là kinh đó. Và biết đâu được thì nó lại hóa rồng. Nó giống như con VNA. Các anh chị có nhớ con VNA không nhỉ? VNA. Đó, như con VNA tại những cái thời điểm mà chúng ta phân tích đây nó có 3.5 đến 4 thôi. Và bây giờ đây, sau một cái nhịp nó đánh lên rất đẹp và nó lừng hừng đi ngang. Và sau một cái nhịp lừng hừng đó thì chính thức là nó tách nền. Và VNA thì bây giờ nó cũng đã tách nền rồi. Đó, thì con VOS này, đó, nhìn con VOS cũng đang nhìn thấy phê phê như vậy. Thì vui thì chiến thôi. Con này không khuyến nghị, con này nó mang cái tính đầu cơ nó hơi cao. Phân tích thêm nhóm ngành hóa chất cũng hay đấy. Nhóm ngành hóa chất thì vì sao mà chúng ta lại nói đến nhóm ngành hóa chất? Thì bản thân con DGC này thì có tuần hùng phân tích, có tuần không phân tích, nhưng mà trên team khuyến nghị thì luôn luôn khuyến nghị con này. Dịch bệnh nó đang hoành hoành như vậy thì ông DGC này ông sướng lắm. Target của DGC đang đưa là 100 và trong tuần thì suýt soát đạt, nhưng mà với cái tín hiệu này thì nó chọc không gãy 90 thì nó sẽ đánh tiếp thôi. DGC như vậy. Và CSV cũng được khuyến nghị đầu tư song trùng. Và CSV thì đang có vùng cản ở đây, đó là vùng 32 đây. Nên là về đến đây là ông đang có những phiên lo sọt qua đây. Những điểm test kỹ thuật của cổ phiếu CSV vì nó đi nhanh quá nên là nó bị như này thôi. Cái tâm lý là nó như vậy. Và nó có những điểm đánh không gãy vùng 29, thậm chí có thể đánh giá thêm vùng 30, nhưng có thể cho phép vùng 29 này mà không gãy thì như vậy là chúng ta cũng sẽ có một cái trang kỹ thuật rất là đẹp ở đây. LAS cũng như vậy. Nói đến cái nhóm này chúng ta cũng không thể kể đến LAS, và LAS cũng đã có một cái điểm test tích lũy khá đẹp đây, và hiện tại thì nó đang chạm lại về kháng cự 14. Và vô hình dung thì nó đang hình thành một cái điểm nhấn kỹ thuật rất đẹp ở đây, và dự kiến thì nó sẽ đi lên vùng 16. Láp lại đang đẹp. Ba con hóa chất đều đang đẹp. Phân tích tiếp ba con phân bón, chúng ta sẽ dừng cổ phiếu ở đây. Và chúng ta sẽ nói về thị trường. BFC thì bây giờ đã chạm về, các anh chị đừng chú ý nhá. Đây vùng 29 đến vùng 30, đây vùng kháng cự nhá. Và chúng ta lưu ý là những cái vùng kháng cự là chúng ta phải biết sợ hãi, còn những cái vùng hỗ trợ là chúng ta tham lam. Đó, ví dụ đây, tại những cái vùng hỗ trợ mà cổ phiếu đang có những cái nền tảng tích lũy như này quanh vùng 24.5, ví dụ như vậy.
Không phải là bây giờ nó tăng rồi mới nói nha. Hùng Lê luôn tìm các điểm hỗ trợ tốt cho mọi người. Đạm Cà Mau thì bây giờ là đây, đó ví dụ như Đạm Cà Mau này, đấy là những cái điểm hỗ trợ tốt ở quanh vùng 17 này. Đây là những cái vùng mà chúng ta tham lam này, chúng ta mua này. Còn đến bây giờ nó bắt đầu về đến cái vùng ở đây rồi, 20, 21 ở đây rồi. Đó, đây là cái vùng bắt đầu chúng ta phải biết sợ hãi. Đó, mặc dù nó tăng tốt đấy, nhưng mà chúng ta phải biết sợ hãi ở đây. Đạm Phú Mỹ. Đạm Phú Mỹ thì tuần này chính thức break nền và cái xu hướng của Đạm Phú Mỹ nó đánh đang tương đối là đẹp. Tuy nhiên điểm mua thì nó không còn nữa đâu, chúng ta chỉ có gọi là ai còn hàng đó, tức là sau khi chốt ở vùng kháng cự rồi thì chúng ta thông thường thì chúng ta giữ lại khoảng tầm độ 30% để chúng ta đua đến cùng với lái, thì đấy là cái hàng mà chúng ta có thể ôm đến cùng. Thì xu hướng của Đạm Phú Mỹ có thể đánh về khoảng vùng 27 vùng 28, Đạm Phú Mỹ tương đối ok, tương đối đẹp. Rồi các anh chị, bây giờ thì chúng ta sẽ dừng phân tích cổ phiếu tại đây. Những mã cổ phiếu nào chưa được phân tích thì các anh chị có thể comment ở bên dưới bản tin tuần. Và Hồng Lê sẽ có những phân tích cụ thể hơn cho các anh chị trong cái quá trình đầu tư. Và ở dưới phần dòng thời gian của bản tin ở dưới này thì các anh chị có thể comment ở đây. Và Hồng sẽ dành thời gian để chúng ta phân tích. 15 phút cuối của bản tin, 20 phút cuối của bản tin thì chúng ta sẽ dành thời gian để chúng ta có thêm những cái trao đổi về thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong tuần tháng 8, tuần đầu tiên của tháng 8 và những tuần tiếp theo thì chúng ta sẽ có những bản tin tiếp theo, nhưng trong tuần đầu tiên của tháng 8 thì quay ngược trở lại về vấn đề vĩ mô ở trong thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng là thị trường chứng khoán trong thời gian vừa qua gần như nó không có một cái thông tin tích cực vĩ mô nào, không có một thông tin tích cực vĩ mô nào để ủng hộ cho thị trường của chúng ta, ví dụ về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp, ví dụ về các cái chính sách vĩ mô của chính phủ, rồi vân vân và vân vân, nói chung là rồi sức khỏe của doanh nghiệp, nói chung là nó không có một cái gì mà nó hỗ trợ thị trường cả. Chính vì vậy thị trường nó đi vu vơ, nó đi giống như một gọi là nó trong cái giai đoạn vừa qua là nó chỉnh giảm đó. Thì cái câu chuyện chỉnh giảm á, cái câu chuyện chỉnh giảm nếu như nhìn ở trên góc độ bền vững, nhìn ở trên góc độ tích cực thì chúng ta thấy rằng trong 3 tuần vừa qua thị trường chứng khoán Việt Nam có một cái cú gọi là cú xì hơi, tức là xì bớt cái sự lệch pha giữa cái mức độ tăng trưởng của thị trường chứng khoán và cái sự lệch pha của doanh nghiệp trong thời điểm hiện tại. Và theo Hùng Lê đó là một cái việc làm cực kỳ cần thiết. Và chính cái cú như vậy thì nó đã giúp cho nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư F0 hiểu được rằng thị trường chứng khoán Việt Nam, nói chung thị trường chứng khoán nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam ở chủ của chúng ta không dễ kiếm tiền như mọi người nói, đúng không ạ? Và chúng ta cần phải có một cái nền tảng kiến thức tốt hơn và chúng ta phải học hành thêm những cái kỹ năng để chúng ta sinh tồn được ở trên thị trường chứng khoán. Đó là chúng ta phải học được cái cách phân tích thị trường, học được cái cách nhận diện cái xu hướng của thị trường để chúng ta sẵn sàng cho những cái kịch bản mà chúng ta sẽ đón nhận ở trong tuần giao dịch mới, trong ngày giao dịch mới, thậm chí là trong ngày. Thì trong buổi tối ngày hôm nay Hùng sẽ phân tích này, ví dụ ngày mai chúng ta sẽ như thế nào, ví dụ như vậy, thì đưa cho chúng ta được một cái đầu bài đó và mọi từng người sẽ phản biện cái đầu bài đó rồi tự đưa cho mình một cái kế hoạch giao dịch. Thì đấy là một cái việc làm rất là cần thiết. Và trên góc độ kỹ thuật tuần, trên góc độ kỹ thuật tuần thì chúng ta phải nói là tuần giao dịch vừa qua thị trường của chúng ta đã đạt khoảng tầm 9,5 điểm trên thang điểm 10, 9,5 trên thang điểm 10. Đó là góc nhìn của Hùng Lê, thì Hùng Lê đánh giá như vậy. Và sau sau một cái điểm 9,5 như vậy rồi thì thị trường của chúng ta sẽ như thế nào, thì các anh chị đã trải qua một cái đã xem cái phần, tí nữa thì các anh chị xem cái phần view tổng quan thị trường, thì Hùng đánh giá rằng ở trong thời điểm hiện tại, nhóm trụ đang tương đối là ok, có thể sẽ có những trụ tăng, sẽ có những trụ giảm trong tuần sắp tới. Và nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán thì nó đang đứng trước một cái cơ hội, đó là nó có một cái lực phục hồi tương đối là tốt. Và chúng ta thấy rằng là cái mức độ kỳ vọng của Lê đã đạt được một cây nến hammer sau một cây nến doji.
Thế thì quay lại lịch sử trong cái tuần giao dịch ngày 19 tháng 1 ở đầu năm 2021 thì sau những cái tín hiệu thị trường như vậy thì chúng ta chưa vội mừng. Chúng ta chưa vội mừng các anh chị. Thị trường của chúng ta phía trước vẫn đang còn khá nhiều khó khăn, khá nhiều khó khăn. Và những cái khó khăn đó thì chúng ta sẽ đánh giá thêm trong phiên giao dịch của ngày thứ 2 và ngày thứ 3. Nhưng ít nhất thị trường đã cho chúng ta một cái tín hiệu phục hồi và nó cho chúng ta một cái tín hiệu kỹ thuật là chúng ta nắm giữ cổ phiếu lại thì cổ phiếu ít nhất là đi ngang. Đó, ít nhất là cổ phiếu sẽ đi ngang hoặc là cổ phiếu sẽ tăng giá. Đó, trong một cái thế trận thị trường lấy lại được sự cân bằng. Đó, ý này rất quan trọng nha. Thị trường lấy lại được cái sự cân bằng. Và cái sự cân bằng đó giúp cho nhà đầu tư của chúng ta sẽ ổn định hơn, tâm lý hơn trong cái tuần giao dịch đầu tiên của tháng 8. Đó là câu chuyện mà chúng ta kỳ vọng. Còn lại, kỳ vọng thị trường tăng tiếp, tăng mạnh thì chưa có. Sẽ cần thêm cái dữ liệu giao dịch của phiên ngày thứ 2 với ngày thứ 3 thì chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá. Và chúng ta có thể nhìn lại đây, ví dụ chỉ số VN Index sau một cái cây hammer rất đẹp kẹp cùng cây doji thì chúng ta thấy rằng đây nó liên tục có đến tận 4 tuần giằng co và sau đó có một tuần xả cho hết hồn chim én rồi sau đó thị trường bắt đầu kéo. Đó. Vậy thì cái tuần, những cái diễn biến trong cái tuần giao dịch tháng 8 chúng ta đừng có vội mừng, chúng ta chưa vội mừng đâu, vẫn đang còn trước đó những cái khó khăn nhất định. Trên góc độ kỹ thuật thì chúng ta sẽ nhìn như thế nào? Đó, thì đầu tiên là mình sẽ nói đến chỉ số VN Index trước các anh chị nhé. Hay chúng ta nói đến VN30 trước. VN30 trong tuần, đó, tại sao ông nói đến cái câu chuyện là 9 điểm rưỡi? Bởi vì trong cái góc độ kỳ vọng là VN30 chúng ta sẽ kỳ vọng ở vùng 1440 điểm và nó đóng cửa được ở vùng 1447 ở đây. Thì VN30 đang tiệm cận lại cái vùng kháng cự rất mạnh của thị trường chung ở đây của chúng ta, đó là vùng 1460. Đấy là cái vùng, đây là những cái vùng về kháng cự rất là mạnh, các anh chị lưu ý như vậy. Chính vì vậy khi nó chạm những cái vùng kháng cự mạnh 1460, 1470 ở đây thì chúng ta phải cần rất nhiều sức lực để thị trường có thể đánh vượt thoát được cái vùng này. Đó, chính vậy nên là mới bảo các anh chị là chúng ta chưa vội mừng, nhưng ít nhất thị trường của chúng ta là lấy lại được cái sự cân bằng. Và cái sự cân bằng đó thì sẽ kỳ vọng sang tuần giao dịch mới. Đầu tuần thì thị trường có thể có những cái nhịp test trả lại cung rất nhẹ nhàng ở quanh vùng 1440 điểm và sâu hơn thì có thể tính toán ở vùng 1430 điểm của chỉ số VN30. Song trùng với câu chuyện đó thì chỉ số phái sinh cũng như vậy. Chỉ số phái sinh cũng có thể quay về test lại vùng biên kháng cự của nó ở đây, đó chính là vùng 1440 điểm, 1440 đó, và sâu hơn thì phái sinh có thể quay về kiểm tra lại cái ngưỡng hỗ trợ ở đây, đó là ngưỡng 1435 đến 1430 ở đây, và tại những ngưỡng hỗ trợ này thì chúng ta sẽ tiếp tục có những cái đánh giá kỹ thuật của thị trường ở đây. Đối với chỉ số VN Index thì trong tuần là đã đạt kỳ vọng, tức là đúng 1310 điểm luôn, đúng 1310 điểm. Duy nhất chỉ có phái sinh là không đạt thôi, nên thế mới là 9,5, chứ còn nếu phái sinh mà đạt nữa thì trong tuần vừa qua ông đánh giá là đạt 10 điểm luôn. Trên góc độ kỹ thuật cùng, bởi vì ngoài cái câu chuyện điểm số thì ông còn đánh giá lòng thị trường, rồi ông còn đánh giá các nhóm ngành, rồi còn đánh giá đủ ba lô sắc sông ở trong đó để chúng ta có được một cái xu hướng nhận định về thị trường trong tuần mới. Thì đối với chỉ số VN Index khi nó về lại vùng 1310 điểm thì nhẹ nhàng thì ít nhất là nó sẽ có lại cái vùng 1310 đến 1295. À vùng 1300, xin lỗi cả nhà. 1305 điểm, 1305. Đây, thì ít nhất nó cũng sẽ quay có những điểm gọi là test cung rồi trả cung kỹ thuật về vùng 1305. Đó, và sâu hơn thì chỉ số này sẽ có thể test về vùng 1300 điểm hoặc là vùng cho phép ở vùng 1290, vùng 295.
Tức là đẹp nhất thì ông có thể lấp lại vùng 1290 trong 2595, và ở những cái vùng này sẽ là những cái vùng nó có gọi là then chốt, có thể gọi là then chốt để xác nhận sau cây hammer tuần thì chúng ta sẽ có cây gì tiếp theo. Đó, thì có cây gì tiếp theo thì cái bản lề nó sẽ đặt vào phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba để chúng ta tiếp tục có những cái đánh giá định lượng. Còn về trên góc độ kỹ thuật thì hiện tại ông đánh giá rằng tất cả các mã cổ phiếu và tất cả các nhóm ngành về cơ bản là đang đi vào một nhịp phục hồi T. Đó, phải nói như thế. Nhưng cái T này lớn hơn 3 phiên. Tức là trước đây nó chỉ có một phiên đánh, một phiên xịt, phiên đánh, phiên xịt. Thì bây giờ thị trường đang hình thành nên được một cái đáy ngắn hạn. Đó, một cái đáy ngắn hạn. Và từ cái đáy ngắn hạn đó thì nó đang hồi phục lên. Và chúng ta cùng kỳ vọng trong cái tuần mở đầu của tháng 8 thì chúng ta sẽ có những cái thông tin tích cực hơn, tốt hơn. Và để các anh chị nhận thêm những cái phân tích của ông Lê về cổ phiếu, về thị trường thì ông Lê cũng mời các anh chị về đồng hành cùng với team của ông Lê tại công ty chứng khoán VPS. Và chúng ta có thêm một cái team thảo luận và đi lệnh về mặt phái sinh. Thì trong cái này thì chúng ta Hùng không có khóa chat để cho mọi người có thể thảo luận. Đó, nhưng mà những cái thông tin cơ bản, đó, những cái thông tin cơ bản về về mặt kỹ thuật thì cũng sẽ có những cái phân tích ở trên này và để cho mọi người nắm được là à như vậy là thị trường nó đang ở một cái trend kỹ thuật như nào. Đó. Và kể cả là trên nhóm không chat thì cũng có những cái phân tích về phái sinh thôi. Tất nhiên là phái sinh ở trên này thì cũng hạn chế bởi vì là đã có đây này, ví dụ như trong lúc này này đánh giá phái sinh trả lại gáp 1428 là đẹp, tức là khi đó thì phái sinh nó đây này 1428, lật lại phái sinh chúng ta sẽ thấy được. Đây anh chị này, thì lúc đó thì phái sinh nó có những cái nhịp trả lại đây và dự kiến thì nó trả lại ở quanh vùng 1427, 1428 là đẹp này. Chúng ta xem đây một điểm nó trả lại là 1427.5. Đó, nôm na là như vậy. Và đây là những cái điểm trả trả lại những cái nhịp test của thị trường rất là đẹp và đó là những cái thời điểm mà chúng ta sẽ canh long lên, ví dụ như vậy. Ok, bản tin tuần này là hết và chúng ta sẽ cùng gặp lại trong các cái bản điểm tin tuần tiếp theo và kỳ vọng trong một cái tuần giao dịch mới của đầu tháng 8 chúng ta sẽ gặt hái thêm nhiều thành công và chúng ta sẽ có thêm rất nhiều các cái mã cổ phiếu đẹp, các cái điểm mua đẹp để chúng ta chiến đấu và rất là cảm ơn tất cả những anh chị em nhà đầu tư đã cùng đồng hành cùng Lê trong suốt chặng đường vừa qua và chúng ta sẽ tiếp tục có những cái đóng góp, có những cái góp ý để chúng ta hoàn thiện hơn và để cho kênh của chúng ta ngày càng đến được với nhiều nhà đầu tư hơn trên khắp mọi miền Tổ quốc. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.